Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin gửi đến các bạn là chế xe mình xin thanh lý một số cái phụ tùng các cái loại động cơ để chế xe. Động cơ lớn này. Tất cả đều đa số là động cơ xe đạp điện thôi. Những cái dòng động cơ này thì có những con thì chưa qua sử dụng. Có những con thì đã qua sử dụng, ví dụ như cái con động cơ gian tê lớn này là chưa qua sử dụng này. Đấy, mặt này thì nó còn sáng, cái mặt kia thì nó hơi bị xỉn một chút bởi vì mình để ngửa nó lên cho nên cái mặt trên nó xỉn. Đấy, nhưng con này thì chưa qua sử dụng luôn, mới hoàn toàn này. Thì mình bán là giá thanh lý thôi cho các bạn. Đấy, con này là bán giá 400.000. Mới nhé, hoàn toàn đấy các bạn ạ, nhưng mà nó chỉ xịn thôi và nó chưa qua sử dụng. Đấy, tiếp theo là đến là cái con động cơ này là động cơ các bạn mua về có thể lắp vào xe đạp địa hình được này. Thì con này nó lắp một bên là phanh đĩa và một bên thì nó không có gì cả, một bên là nó trơn tuột luôn đây. Đấy, một bên là đầu trơn như này. Cái dòng này thì nó chạy 36V nhé. Cái đặc thù của con này thì khi các bạn đạp ấy, thì nó có cái cá ở trong, nó trượt. Cho nên là nó rất là nhẹ, chứ nó không như cái dòng động cơ này. Động cơ này thì khi hết điện thì đạp rất là nặng. Đấy, nhưng con này thì nó khỏe. Chuyên về cái mục đích kéo hàng thì nó khỏe. Con này thì chạy là 48V, 36V. Các bạn thích độ nhanh lên nữa thì có thể độ lên 60V cũng không vấn đề gì, không nóng. Con này là 36V, các bạn có thể chạy 48V cũng được. Tốc độ của nó nếu lắp lên xe địa hình mà vành C700 ấy thì nó tương đương với khoảng hơn 30 km/h. Đấy, tiếp theo thì giới thiệu đến bạn các bạn những cái bộ lõi động cơ Salier này. Dòng này là dòng 24V. 24V 250W. Thì cái dòng này thì nó có trục răng. Trục răng của nó thì cũng khá là ngắn thôi. Như con này thì đường kính là 10 này. Đường kính động cơ là 10. Độ dày thân động cơ là 6cm. Các bạn về mua con này về làm động cơ chân vịt thuyền là rất là ok. Đấy, con này hàng Nhật luôn các bạn nhé. Chạy rất là ok này. Con này thì mình bán giá là 70.000 này. Đấy, các bạn mua bộ điều khiển của nó nếu mà hàng mới thì nó rơi vào khoảng là điều khiển mới tinh của nó bây giờ là giá mình, nếu các bạn mua của mình thì mình bán rẻ cho các bạn 150 điều khiển hàng mới tinh luôn để cho các bạn chạy con này. Đấy, là các bạn chạy 24V rất là khỏe. Nếu như muốn chạy 12V thì nó sẽ yếu đi một chút. Con động cơ địa hình này mà cả cái đĩa phanh này thì giá của nó là 500 các bạn nhé. Đấy, hàng lắp xe địa hình rất là ok. Các bạn lắp vào bánh trước hoặc là lắp bánh sau. Lắp bánh sau thì các bạn tháo cái đĩa này ra, lắp líp tầng vào đây. Tất nhiên là bên kia các bạn sẽ không có phanh mà các bạn phanh đùm. Đấy, thì là líp tầng và phanh đùm thì các bạn có thể chế con này được. Con này cũng sử dụng 36 lan này. Đấy, thì con này giá là 500 nhé các bạn nhé. Cả đĩa này bao chạy ngon luôn. Cái dòng này là dòng chưa qua sử dụng nhé, nói cho các bạn luôn là chưa qua sử dụng. Nhưng mà do nó xỉn cho nên nó nhìn xấu mã. Đấy, cái dòng này thì mình còn rất là nhiều, con này thì chỉ còn một con thôi. Đấy, thì các bạn như cái con này mình vừa nói đấy là dám lắp cho xe địa hình thì các bạn có thể tháo cái đĩa này ra để lắp níp tầng vào đây. Níp tầng lại ren vặn ấy, các bạn níp bao nhiêu cũng được. Đấy, thì đấy là do các bạn chế xe thôi. Tiếp theo đến con này thì vừa giới thiệu các bạn rồi. Các bạn có thể lắp thêm cái đầu này, lắp trục cao đăng 10-10 vào đây là ok. Trục cao đăng 10-10 bên mình đang bán giá 60.000. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn cái động cơ Yamaha. Động cơ này động cơ 2 dây líp và thằng này là hàng Nhật 100% các bạn nhé. Con này mình bao răng đẹp luôn cho các bạn. Đấy, phanh cực kỳ ăn, líp thì gần như không bao giờ hỏng,
Líp của nó là líp zin luôn. Đấy, cùi phanh zin, dây điện zin 100% là zin hàng Nhật luôn. Thì cái này mình chỉ còn hai con thôi. Cái này giã xe ra là được có hai con. Đấy, thì các bạn mua cả đôi thì bên mình bán cho cả các bạn cả điều khiển là 1,1 triệu. Là cả động cơ và điều khiển còn chạy nguyên. Các bạn về chế xe là chạy vù vù luôn. Đấy, còn nếu mà mua một con thì động cơ và điều khiển là 600. Hàng này là giờ là ngày xưa rất là đắt này này, lâu rồi mình không bán con này. Nhưng cái dòng Yamaha này có thời gian là bán lên đến 900.000 một con đấy các bạn. Trên năm 2008 mình độ chế xe có thời điểm nó lên đến 900.000 một con, không có hàng luôn. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn hai cái động cơ chế xe đạp này. Đấy, động cơ này thì nó có ren hai bên. Đây cái ren hai bên này. Chạy 36 và 48V. Đấy. Dòng này cũng 36 đũa xe. Đấy. Và đường kính là tầm 12 thôi, 12 14 cm này đấy. Con này các bạn mua về chế xe đạp cũng được, xe địa hình cũng được, đều dùng được, nó lắp vào bánh sau. Hàng mới, chưa qua sử dụng. Nói mới thì nó hơi khó nghe bởi vì là nó để lâu rồi, nó không còn như mới tinh nữa. Đấy, nhưng các bạn nhìn này. Đây. Tem nhãn này này. Sáng cong luôn. Đấy, tem 48V này. Còn tem 48V đấy. Còn nguyên tem chưa sử dụng. Có những con như cái dòng này thì con nào mới sáng mới như thế này thì mình bán là 550. Ngày xưa nó mới là mình nhập cái con này của nó là 700 mấy đấy, nhưng mà để lâu không bán, là giờ bán thanh lý giá là 550. Còn là con nào cũng cũ hơn thì bán giá 500. Tất cả để mình đều bao chuẩn cho các bạn là hàng chưa qua sử dụng các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái bộ cầu trục Isai. Loại này thì nó nguyên bản của nó là ở trên cái xe điện cho người già. Đấy, thì nó là động cơ 24V 800W, rất là khỏe. Cái trục này của nó thì có chiều dài là 50 cm. Đấy, thì các bạn mua về thì cái trục này là trục 19 hay là 17 gì đấy. Các bạn có thể mua thằng này về chế xe 4 bánh cũng được, nó là động cơ V-Sai. Đây. Bên quay ngược, bên quay xuôi này. Đấy, bên này mình quay chiều này, bên quay nó là động cơ có V-Sai. Đấy. Thì cái dòng này thì mình bán lại là bây giờ giá là 1,5 triệu, nó vẫn còn hoạt động. Dây điện mình đã nối lại ngon lành, rất là dài đấy các bạn này. Đấy. Rất là chuẩn, dài. Thì các bạn mua về chế xe cho người già đi cũng được, chế cho các cháu chơi cũng được, nó rất là khỏe. 24V. Đấy. Đấy, thì đây là toàn bộ những cái dòng động cơ mình đang bán hiện nay. Các bạn mua thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.